chào tất cả các bạn trong bài tiếp theo của hướng dẫn học thiết kế website với mã nguồn WordPress chuẩn SEO mới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm quen với trang hay còn gọi là page để bạn có thể tạo được những cái menu của mình cho khách hàng có thể tìm hiểu được dịch vụ của các bạn nhanh chóng ở trên cái trang chủ của website của các bạn như khi các bạn vào website demo này của mình các bạn thấy rằng có những cái phần này nó gọi là phần menu đây nó sẽ được tạo ra từ các trang và các chuyên mục đây chẳng hạn như cái trang nội thất đây phát đây bạn sẽ vào bạn thấy rằng có những cái trang như sản phẩm này giới thiệu này hoạt động này rồi nội thất thì nó sẽ có những cái trang nhỏ này thì nó sẽ tạo ra những cái trang như thế này để bạn điều hướng khách hàng đến cái nội dung mà người ta mong muốn ví dụ khi người ta vào cái trang bán hàng online của các bạn, người ta muốn mua một cái uh, quần chẳng hạn, quần jean chẳng hạn, thì người ta sẽ vào trong cái mục quần áo của các bạn và người ta đến được cái trang con là quần jean để người ta truy cập vào đấy người ta chọn nhé. hoặc là người ta muốn liên hệ với các bạn thì người ta sẽ vào trong cái mục là giới thiệu thì nó sẽ có đầy đủ thông tin của các bạn như là địa chỉ rồi số điện thoại chẳng hạn hoặc là các trang sản phẩm của các bạn. ví dụ như vậy thì nó tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn như cá nhân hay là doanh nghiệp của các bạn cần cái gì thì bạn sẽ tạo những cái trang như vậy. thì ở bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách uh, uh, viết bài và các bạn tạo được các chuyên mục từ các bài viết đấy thì ở đây các bạn cần phải phân biệt rõ cho mình giữa khác nhau giữa trang và bài viết và chuyên mục các bạn nhé ở những các bài viết thì các bạn sẽ viết được rất nhiều nội dung trong đấy các bạn sẽ tạo một bài viết hoàn chỉnh nhưng mà ở cái trang nó chỉ là một cái trang để nơi nó chứa cái dữ liệu của cái nội dung mà các bạn cần đưa vào còn cái phần chuyên mục là mình sẽ tạo những cái chuyên mục để mình quản lý cho các bài viết nó dễ ví dụ như cái bài viết của các bạn liên quan đến quần jean thì các bạn sẽ để cái chuyên mục là quần jean sau đấy các bạn chọn vào cái chuyên mục đấy thì sau này các bạn cũng có thể đưa được cái đấy vào cái menu để khách hàng có thể truy cập đến được thì để bắt đầu làm việc với trang thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là trang hay cái, cái tiếng anh là page ở trong cái menu ba trong cái bảng quản trị website của các bạn nhé bạn click vào trong này thì khi bạn mới vào nếu mà cái thêm nếu mà cái thêm bạn cài đặt mặc uh, định này thì người ta sẽ cài đặt sẵn cho các bạn dạng demo để bạn có một số cái trang đấy thì nếu mà bạn mà biết nhiều về website rồi thì các bạn sẽ xóa đấy thì bạn tạo trang mới nhé còn nếu mà bạn muốn giữ như vậy để bạn uh, tạo cái website mình nó giống mà bạn chưa biết nhiều về web về web đấy, thì các bạn nên giữ lại nhé sau đó bạn thì uh, bạn tạo được cái nội dung mới thì bạn sẽ thay thế nhé chứ bạn xóa thì thì cái web nó sẽ không còn giống được demo nữa đấy vì nó sẽ không còn những cái trang này đi đấy thì nó sẽ không còn những cái nội dung như thế này đi thì các bạn sẽ khó làm việc nhé thì ở đây thì mình sẽ bắt đầu tạo một cái trang mới cho bạn dễ hiểu nhé. thì để tạo trang mới bạn vào mục thêm trang mới này. chẳng hạn như ở trong này các bạn sẽ tạo một cái trang như là liên hệ đi. ở dưới nội dung này các bạn sẽ để các thứ như là số điện thoại, địa chỉ, thứ đó mình viết nhanh gọn nhé. chẳng hạn như phần dưới này mình sẽ để là hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, địa chỉ và tất cả các nơi có thể liên hệ hệ được với các bạn các bạn sẽ đứng này bạn viết bạn căn bạn làm nổi bật như các bạn in đậm rồi bạn tô màu chữ rồi các bạn căn nó vào giữa cho nó nổi bật để khách hàng để ý đến này để các bạn có thể chèn được cả những cái đường link có thể vào trong fanpage có thể vào trong youtube của các bạn để khách hàng có thể biết đến này thì các bạn thấy rằng ở đây nó cũng có cách viết giống như trong bài viết đấy nhưng mà nó sẽ không đầy đủ nó sẽ không nhiều như bài viết cho bạn nhé ở bên này nó có cái mục như các bạn để đăng này thì các bạn có thể đăng hoặc là các bạn chỉnh sửa giống như mình đã nói trong bài viết đấy. Đặc biệt ở trong trang này nó có thêm cái phần thuộc tính trang này các bạn chú ý này, nó có phần cha này và phần giao diện này. Thì cái phần cha này có nghĩa là các bạn có cho cái này nó làm là cái trang con của cái trang nào không. Ví dụ như các bạn nhìn menu này, đây là cái trang cha tra này. Ví dụ như các bạn muốn cái trang đầy nó làm cái trang con của cái trang lốc này thì các bạn sẽ vào trong cái phần cha này các bạn chọn thì bạn chọn sang lốc này nó sẽ là trang con của blog nhá. Nhưng ở đây mình không muốn mình để nó bình thường ở trang bên ngoài nhé. Thì mình sẽ tạo xong mình đăng này. Còn cái phần giao diện này thì mình sẽ để giao diện mặc định các bạn nhé Còn mấy cái giao diện này mình sẽ nói sau bạn nhé Thực ra nó cũng có thêm một số thứ thôi và mình thấy nó cũng mặc định là cũng đầy đủ rồi Thì bạn sẽ chọn đăng này Các bạn sẽ mở cái trang của mình lên Đấy các bạn thấy rằng mình đã có thêm một cái trang ở trên này là liên hệ trên menu liên hệ các bạn nhé Bạn sẽ click ngay vào trong cái phần liên hệ bạn thấy rằng đây Có những cái nội dung các bạn để bút điển này Ví dụ như hãy liên hệ với chúng tôi này số điện thoại địa chỉ này đúng không Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái trang mới các bạn nhé ở cái trang này mình sẽ cho nó là cái trang như hạn như là dịch vụ đi ở trên này mình sẽ để cái chữ lại đây là dịch vụ của chúng tôi các bạn nhé thì ở những cái trang này thì mình sẽ lại để cho nó là cái uh, trang con của cái trang blog các bạn nhé đấy mình sẽ chọn cái trang con của blog có nghĩa là cái trang blog nên nó sẽ là một cái tổng hợp các dịch vụ chẳng hạn mình ví dụ như vậy thôi nhé sau đấy là phần đại ở phần ảnh đánh diện thì các bạn có thể chọn được cho nó nhé sau đấy mình tiếp tục mình chọn đăng này sau đấy mình ra cái trang web của mình và mình mở lên này đấy các bạn thấy rằng ở phần blog mình có một cái mũi tên này khi mình đưa vào đấy mình sẽ thấy là có một cái dịch vụ này ngoài khi mình kích click trực tiếp vào cái blog mình sẽ có thêm một cái trang con nó là dịch vụ nhá còn cái trang mới mình tạo liên hệ với trang chủ để nó ra thế này thì có nghĩa là nó có hai cái kiểu trang có nghĩa là các bạn sẽ tạo một cái trang ở ngoài trang nó sẽ không nó sẽ không làm cái trang con cái trang nào cả và có một cái loại trang nó sẽ là cái trang con và ở sau khi các bạn tạo xong những cái trang như thế này các bạn vào cái menu của mình mình chỉnh sửa đấy các bạn có thể là tạo những cái trang thứ cấp ví dụ như bờ này có dịch vụ này trong dịch vụ lại có trang con có dịch vụ nữa thì ở cái này thì các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái bài sau để các bạn tạo menu nhé còn ở bài này các bạn cần nắm rõ cho mình cách tạo trang rồi cách viết bài cách tạo các chuyên mục và sau này khi các bạn làm đầy đủ được rồi thì sau đấy mình sẽ tạo những cái menu nó đầy đủ thông tin hơn các bạn nhé. thì ở cái bài này và các bài trước các bạn cần nắm cho mình là cách thứ nhất là cách viết bài này rồi cách các bạn tạo những chuyên mục liên quan đến viết bài viết này sau đấy rồi các bạn sẽ tạo các trang này ví dụ như các bạn cần phải biết rõ rằng là website của mình nó có những dịch vụ gì và có những cái trang gì các bạn cần khách hàng phải để ý đến ví dụ như trang này chẳng hạn như có sản phẩm giới thiệu hoạt động này nội thất trường học này nội thất mầm non nội thất văn phòng này hoặc là cái web của bạn nó chuyên về bài viết thì các bạn có thể để cái dạng chuyên mục cũng được thì sau đấy các bạn sẽ lấy từ các chuyên mục đấy các bạn tạo ra tạo ra cái menu đấy ở cái phần làm menu thì bài sau mình sẽ dẫn các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn ở video sau cảm ơn tất cả các bạn